chào mọi người. Ngày hôm nay thì Diệu Ly rất là vui, tại vì là trong chương trình livestream và review, chúng ta sẽ được đồng hành cùng với một anh bạn rất chi là điển trai, có một cái phong cách nó rất chi là Hàn Quốc luôn, và đặc biệt là làm đồ ăn thì rất là ngon. Đó chính là MC Trịnh Hà. Và chắc là ngay từ đầu thì Diệu Ly sẽ phải phỏng vấn Trịnh Hà một vài câu, tại vì là nghe đồn là một người đàn ông mà hay vào trong không gian bếp thì chắc hẳn phải có một cái cảm nhận về ẩm thực, về đồ ăn thức uống nó rất là đó, kiểu vậy đó. Thì chị hỏi em nha, là em đã bao giờ em nghe nói tới là nấm súp lơ chưa? Nấm súp lơ là nấm với lại ngò quả súp lơ đúng không chị? Thường thì cái món đó là sẽ xào chung với nhau á. À là à, đó nấm súp lơ. Thì khi mà nói tới là nấm súp lơ thì trong đầu em nó sẽ hiện lên là một cái dĩa là nấm xào với lại là súp lơ, cái rau súp lơ, cái cây súp lơ mà ở Đà Lạt đó đúng không? Dạ đúng rồi, đúng. Nói vậy thì cũng không sai. Tuy nhiên là trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mình trải nghiệm và review về một cái dòng sản phẩm được xem là nó sẽ tăng cường sức đề kháng, và đặc biệt luôn đó chính là đem tới cho chúng ta cái hệ miễn dịch rất là tuyệt vời. Và không phải là nấm và súp lơ, mà cái này á là một loại nấm có tên là súp lơ. Là cái quả nấm nó tên là súp lơ luôn. Đúng rồi, tức là cái dòng nấm đó, ví dụ như là nấm linh chi nè, nấm rơm nè, nấm kim châm nè, thì cái nấm ngày hôm nay chúng ta nói chuyện sẽ là nấm súp lơ. Và nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác, chứ không đơn giản chỉ là những cái quả nấm thông thường. Em cảm nhận của em thấy làm sao? Cái tên này là khá là lạ sau em ấy. Trước giờ em cũng chưa có nghe qua cái quả nấm nào tên là nấm súp lơ hết chưa nghe đúng không? Và khi mà tìm thông tin trong tiếng Việt có mọi người, thì cái nấm súp lơ này không phải là ai cũng có thể biết tới cái nấm súp lơ này đâu. Và lúc mà Diệu Ly tìm cái thông tin là nấm súp lơ là nấm gì, thì nó có ra một cái vài cái dòng thông tin ở trên Google á, là nấm súp lơ hay còn được gọi là nấm san hô, hay là trong cái tên khoa học của nó thì cái nấm súp lơ này nè, nó được xem là nấm tăng cường khả năng miễn dịch. Mà nói tới khả năng miễn dịch á, thì chị hỏi Hà một câu nó hơi nhạy cảm chút xíu á, là không biết là trong nhà của em thì có ai mà đã từng trải qua một cái cơn bệnh hoặc là một cái cơn bạo bệnh nào đó chưa? Thật ra trải qua bệnh hay là bạo bệnh thì chắc là trong gia đình em cũng đã nhiều rồi. Nhưng mà có một cái trường hợp mà thật sự là em khá là bất ngờ, đó chính là mới vừa cách đây tầm vài ngày thì anh hai của em phát hiện là bị ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh hai em chỉ mới có 25-26 tuổi thôi. Chị xin lỗi. Dạ không sao, cái này thì cũng nói là để mọi người biết được thực sự là ai trong người cũng có các cái tế bào ung thư, và mình cũng không biết là khi nào nó sẽ đến với mình. Thì mong rằng các bạn, nếu như mà các bạn biết được cái sản phẩm nào hay là bất cứ cái sản phẩm nào mà nó hỗ trợ cho mình cái việc mà phòng ngừa hay là ngừa chặn những cái vấn đề mà nó phải gọi là nó dễ xảy ra mà mình cũng không biết trước được khi nào nó xảy ra, thì em mong rằng sẽ có những cái sản phẩm đó hỗ trợ. Nghe Hà chia sẻ mà chị cảm giác là em đang rất là cảm xúc luôn ấy. Chắc là chẳng tới nỗi đau phải không? Cũng cũng đau cũng buồn chứ, tại vì là bản thân như nhà của Diệu Ly ấy, thì trong họ hàng cũng đã từng có một bà dì, tức là dì họ của mẹ là gặp vấn đề là về ung thư. Và thật ra là cái đó nó cứ dây dẳng mà tới một ngày nào đó nó ùa ạt tới, nó xuất hiện tới là mình không có biết luôn. Và khi mà mình không biết thì coi như là mình trở tay không kịp. Thành ra là ở Hàn Quốc ấy, thì thời gian gần đây họ bắt đầu họ nổi lên một cái dòng sản phẩm, đó chính là bột nấm súp lơ lên men Hàn Quốc. Thì cái này tại sao chị hỏi em về cái vấn đề là bệnh, bạo bệnh, hay là mình nhắc tới cái vấn đề về ung thư đi. Tại vì ngày nay thì thực phẩm bẩn rất nhiều nè, môi trường thì ô nhiễm, đúng không? Em đi ngoài đường em có hay đeo khẩu trang không? Dạ, chắc chắn là phải đeo rồi, tại vì bây giờ quá là ô nhiễm luôn, rất là nhiều cái các tác nhân. Vừa ô nhiễm mà thời gian gần đây thì lại corona nữa. Chị nghĩ corona nó cũng giống như là một cái đỉnh điểm mà tới đó, mà kiểu như là nó bùng lên vậy đó. Thành ra là con người bây giờ mà không cẩn thận là rất là dễ bị bệnh và rất là dễ gặp vấn đề luôn. Thì quay trở lại cái câu chuyện là thời gian gần đây thì em có bồi bổ sức khỏe như thế nào không? Dạo gần đây thì em cũng chỉ là ăn nhiều các trái cây này nọ, có bổ sung cho bản thân mình vitamin C, với lại là ăn uống đầy đủ, rồi tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng thôi, chứ cũng không có dùng sản phẩm chức
không biết tới một cái sản phẩm nào để nó phù hợp cho bản thân mình hết. Thì hôm nay nhiệm vụ chính của Diệu Ly cùng với Trịnh Hà là sẽ review về cái bộ sản phẩm mà trong đó nó sẽ có 3 cái hộp sản phẩm ở đây để mọi người dễ dàng quan sát luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ có đó chính là cả 3 sản phẩm này á thì nó đều là bột nấm súp lơ lên men của Hàn Quốc đó. Tụi mình có cái thông tin ở đây luôn, bột nấm súp lơ lên men Hàn Quốc Hoàng Kim ha. Thì ở đây mọi người thấy là nó có 3 hộp. Vậy thì 3 cái hộp này nó giống nhau ra làm sao, nó khác nhau như thế nào, thì đó là điều mà tụi mình sẽ review về trong ngày hôm nay. Chị nghĩ là bây giờ mình bắt đầu mình khám phá cái hộp đầu tiên đi ha. Bột nấm súp lơ lên men Hàn Quốc, như Diệu Ly đã kể từ ban đầu á, thì cái cây nấm, mà cái cây nấm súp lơ á, nó được gọi tên là nấm súp lơ tại vì sao? Nó là cây nấm, nhưng mà khi mà nó mọc lên á thì nó tỏa ra cái hình, một cái hình thù nó giống như là cái cây súp lơ á em. Đó, thì trong tiếng Việt mình khi mà dịch ra người ta mới dịch cái cây đó là nấm súp lơ, chứ không có phải là nấm rơm xào với súp lơ đâu nha, không phải cái đó. Mà cái này là một cái dòng nấm, nếu như mình nổi tiếng là nấm linh chi, là nấm đông trùng hạ thảo, thì cái nấm súp lơ này cũng là một loại nấm rất đặc biệt và nó nhấn mạnh tới việc đó chính là tăng cường khả năng miễn dịch. Đúng, chính xác luôn. Thì bây giờ đầu tiên về cái này đi, thì cảm quan bên ngoài thì em thấy cái hộp này nó là sao? Nhìn thì đây, bắt mắt, dễ chịu, nó không có quá là phức tạp. Bắt mắt, dễ chịu, không phức tạp. Tức là nhìn vô cái thôi là thấy ngay cái hình nấm súp lơ đây luôn rồi. Đó, thì đây là cái dòng á, mà hiện tại đối với sản phẩm từ Hàn Quốc trong cái đợt triển lãm của Lenexpo kết hợp cùng với Open Studio Việt Nam. Thì đây là dòng sản phẩm được xem là một trong những cái bộ sản phẩm cực kỳ cao cấp. Và cái hộp màu trắng trắng này nè, thì mọi người thấy ở đây nè, đây chính là nấm súp lơ á mọi người, hay còn được gọi là nấm miễn dịch ha, nấm súp lơ hay còn được gọi là nấm san hô, hay nhiều người còn biết tới nó với cái tên gọi là nấm miễn dịch đó, siêu miễn dịch luôn. Khi mà sử dụng vào trong cơ thể của mình á thì cái nấm này nó sẽ giúp cho mình là làm gì đây, nó hỗ trợ để mà nó đẩy lùi đi những cái tế bào HP, những cái vi khuẩn HP chứ. Những cái vi khuẩn HP, mà cái vi khuẩn HP thì trong cơ thể con người hầu như á, là ai cũng có khả năng là có cái đó đó. Vậy thì bây giờ Ly mở ra bên trong nha. Hồi nãy em nói ở bên ngoài thì nhìn nó có vẻ gọi là khá là thanh lịch ha, cái hộp màu trắng này nè. Rồi giờ mở ra nè, nhìn nó rất là sẵn sàng chưa? Okay. Em đoán xem bên trong nó sẽ như thế nào? Em nghĩ nó sẽ là những cái túi nhỏ xếp chồng lên nhau. Cái này túi nhỏ xếp chồng lên nhau, dạ, đúng rồi. Mở ra coi có đúng hay không. Đây, Ly mở ra thì Ly thấy là bên trong một cái hộp lớn như vậy thì nó có 3 cái hộp nhỏ ha. Đây, cái hộp bên ngoài của nó nè, và mình mở ra. Nhưng mà có điều là cầm trên tay á thì cái hộp này nè, nó rất là chắc chắn luôn. Nó rất là cứng cáp và chắc chắn luôn á mọi người. Đó, rất là cứng cáp và chắc chắn nha. Rồi, nó có cái tờ giấy ở đây nè. Đây, một cái tờ giấy thông tin cũng là trong tiếng Hàn Quốc đúng không? Tiếng Hàn Quốc đúng không ạ? Tiếng Hàn của chị, em không đọc đi em. Rồi, kêu em đọc gì em đọc sao chứ. Tiếng Hàn Quốc không à. Đây, Diệu Ly sẽ lấy ra từng hộp. Trong đó nó có 3 hộp thì Diệu Ly sẽ lấy ra từng hộp như thế này. Và một cái hộp bên trong này nhìn nó cũng rất là chắc chắn nè, rất là đẹp luôn. Chị nghĩ là Hà, hồi nãy Hà đoán là gần đúng rồi đấy. Tại vì chị sắp lên như thế này thì chị thấy nó cũng có cái túi nhỏ. Có cái túi nhỏ bên trong. Mà cái hộp thì nhìn cũng rất là xịn sò Hà ơi. Nhìn cái kiểu mà người ta đóng gói cái hộp nè, nè. Dạ. Đây nè, cái lớp đóng gói nó có cái nắp gài luôn nè. Đó, rất là xịn luôn. Dùng tới đâu là đóng lại nè, gài tới đó. Tức là bên ngoài cái cảm quan là chị thấy là có vẻ cao cấp xịn sò đấy. Rồi, bên trong mình mở ra ha, thì nó có những cái dạng gói như thế này. Đây, một gói nè mọi người. Một gói. Đó, đây, bột nấm súp lơ lên men Hoàng Kim ha. Một hộp lớn bên trong có 3 cái hộp giống như Diệu Ly đang cầm trên tay, và trong đó sẽ có từng gói như thế này. Và một hộp như vậy thì nó sẽ có là 10 gói này. 10 gói. Đây, 10 xem. Gói đúng không? 10 gói hả em? 10 gói đúng không? Đúng rồi nè, một gói là 4 gram và 10 gói, mình sẽ có 10 gói như thế này. Thành phần của cái hộp này nó là cái gì đó? Cái thành phần của cái sản phẩm mà nó có cái hộp màu trắng á. Mọi người phân biệt nha, tại vì mình có tới 3 hộp và 3 màu khác nhau. Và nghe đồn á, là cái hàm lượng bên trong nó cũng khác nhau nữa. Cũng cùng là bột nấm lên men. Cái gì ta? Bột nấm súp lơ lên men. Súp lơ lên men đó. Nhưng mà nó có tới 3 hộp và 3 giá khác nhau. Thì đây, trong lúc chị giới thiệu với mọi người để mọi người nhìn lại thì nhờ Hà đọc cái thông tin sản phẩm giùm chị nha. Theo như thông tin mà em thấy được ở trong này thì nó có là lớp nội nhũ tinh bột gạo lứt, mầm gạo lứt nè. Đúng rồi, nó chiết xuất từ cái nấm súp lơ là 40% á chị. Tức là cái
cái đúng rồi, cái chai cái quả này luôn. Súp lơ này á hả em? Dạ, đúng tức rồi. Là cái chiết xuất nấm súp lơ 40%. À, là nguyên cái súp lơ, cái dạ, nấm súp lơ này là dạ, 40%. Nó có cái nó còn cái gì nữa không? À, cái đặc biệt trong này là nó có bột nấm súp lơ 4%. À, bột nấm súp lơ 4%, tức là chiết xuất của nấm súp lơ, xong rồi nó còn có thêm là bột nấm súp lơ, rồi nó có dạ, cái gì trong này nữa em? Và nó có vỏ hạt mã đề. Cái vỏ này hạt mã đề. Dạ đúng rồi. Cái này thì xuất xứ từ Ấn Độ và nó chiếm 2%. Vậy là cái này chị nghĩ là cái kiểu mà với cái chiết xuất mà nấm súp lơ là cái bột nấm của nó là 4% đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì cái này chị nghĩ là những người mà như kiểu mình là dùng được nè. Tại vì 4% thì nó cũng cao á, nhưng mà nó không phải là nó quá cao, thành ra là mình đang khỏe mạnh thì mình dùng vẫn được đúng không? Rồi, hàng ngày hôm nay nó rất là tốt, tại vì cái này nó liên quan tới hệ miễn dịch mà. Mọi người không tin thì mọi người cứ thử search Google và mình tìm hiểu về là nấm súp lơ. Rồi chị mở ra còn em đọc cái thành phần thử nha, coi coi nó khác gì so với cái hộp màu trắng nè. Cái thành phần này thì nó cũng được chiết xuất từ nấm súp lơ Hàn Quốc là 40%, tương đương với cái rồi, nấm này. Là cái nấm súp lơ. Dạ đúng rồi. À, và trong này nó có để thêm một cái thành phần nữa là cái nấm súp lơ này nè, cái từ tiếng Anh nó hơi khó đọc với chị. Sparacid Crispa. Đó. Ơi cái gì tiếng Anh em bỏ qua. Đó, trong này nó để cái đây là một loại nấm rất là hiếm, mọc ở vùng đất ẩm này và có độ cao trên 1000m so với mực nước biển. À, tức đó. Là cái những cái mà nấm súp lơ đó, cái hình chung là cái hình này nè mọi người, nấm súp lơ là mọi người có thể quan sát rồi. Và cái nấm này á em mới nói là nó mọc ở đâu chứ? Nó nấm mọc ở những vùng đất nóng và ẩm có độ cao trên 1000m so với mực nước biển. Nóng, ẩm và độ cao trên 1000m so với mực nước biển là cái nấm súp lơ nha mọi người. Diệu Liên nghĩ là đối với thị trường Việt Nam á, mình nghe là nấm rơm nè, rồi nấm kim châm để ăn nè, hay là cao cấp thì mình có là nấm linh chi hay là nấm đông trùng hạ thảo. Nhưng mà nghe nói tính nấm súp lơ, nó thật là nãy giờ trong đầu chị nó còn nghĩ tới là cái gì nấm. Chị nấm xào. Nhưng không phải nha mọi người, mà cái thông tin của cái này nó rất là hay, đó chính là nó tăng cường khả năng miễn dịch. Ai mà gặp vấn đề về gan, về thận á, thì mình nên có thể là mình sử dụng cái này. Đúng rồi. Rồi cái hộp này là cái hộp thứ hai. Hộp này thì rất là nặng tay luôn. Và ý đây nhờ camera cận một cái thì chị Diệu Ly sẽ chỉ cho mọi người thấy cái này nè. Là cái hộp lớn này thì nó có hai cái hộp. Nhưng mà thứ nhất nó nặng là vì sao? Là vì á, nó có số lượng nhiều. Như ở đây mọi người thấy không? Là 4,5 gram. Cái hộp màu trắng á, nó là 4 gram thôi. Thì ở đây là 4,5 gram. Nhân cho 45 gói trong một hộp này, tức là cái hộp mà nó có cái thành phần á là bột là bào tử nấm súp lơ là 8%, thì trong này nó sẽ có là 90 gói. Đó là cái số lượng nó gần gấp 3 cái kia, cho nên cái giá nó cao là đúng rồi. Với lại thêm một cái lợi nữa là cái này là nó có bào tử nấm súp lơ. Mà chị đố em nha, bào tử nấm em nghe tới bao giờ chưa? Bào tử nấm hình như em nghe quen, hình như là hồi trước em có nghe một cái thông tin là ví dụ một cái nấm bình thường của mình như nấm linh chi ấy, thì cái phần mà cái màng ở bên trên ấy chị, đúng rồi, khi đúng mà rồi. Mình gạt xuống mình lấy cái màng nó ra thì người ta gọi cái đó là bào tử. Em chính không biết xác. Là chính xác hay không đúng rồi. Cái gọi là cái màng hay là gọi là cái lớp gì ta, tại vì nó là nó cứ bột bột nó nhũ nhũ bên trên nó bột bột nó nhũ nhũ bên trên mấy cái nấm á mọi người, mấy cái tay nấm á, thì ví dụ như là trong cái nấm linh chi á, mình có cái bào tử nấm linh chi là cái gọi là được xem là đắt giá nhất. Thì đối với nấm súp lơ, tức là nấm có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, nấm miễn dịch và có khả năng phòng chống được luôn cả, đó chính là những vấn đề liên quan tới ung thư nha mọi người. Cái này mọi người cứ đọc thêm đi, mọi người có thể đọc thêm. Khi mà Ly tìm hiểu thông tin là từ tiếng Hàn qua tiếng Anh nè, rồi qua cả là tiếng Việt nữa, thì Ly đều thấy họ đều nói rằng là cái nấm mà, cái nấm này nè mọi người, cái nấm súp lơ, cái nấm súp lơ như nấm có tên là súp lơ. Vì cái nấm đó nó có hình thù giống như là cái cây súp lơ ở Việt Nam mình vậy đó. Thì đây, cái này thì là cái dòng cao cấp nhất trong cái bộ sản phẩm này luôn. Tức là ngày hôm nay thì họ về là 3 hộp, 3 cái mẫu sản phẩm. Và đây được xem là cái mẫu cao cấp nhất thì Diệu Liên cầm trên tay đây. Đó, cái mẫu này cực kỳ cao cấp luôn. Nhưng mà em biết sao không? Cái hộp này á, nhìn thì mình tưởng là nó nhỏ, nhưng chị nghĩ nó không có nhỏ đâu. Tại vì trong này nè mọi người, nó có luôn cả là một cái quyển, một cái tờ gọi là brochure hả? Một cái tờ thông tin á. Đây nè, một cái tờ in cái thông tin ở bên trong này. Đấy, thì một góc nó có cái này. Và đây vẫn là cái hình nấm súp lơ quen thuộc ở đây. Thì mọi người có thể quan sát ha. Mọi người có thể quan sát là cái hình nấm súp lơ quen thuộc ở đây nè. Rồi thêm nữa là khi mà xoay qua xoay lại á, thì với cái dòng sản phẩm cao cấp nhất trong cái bộ sản phẩm này mà tụi mình đang ngồi review á, thì chị thấy ở đây là cái số lượng của nó cũng khá là
Em nghĩ là nó cũng là tương đương ấy. Cũng khô á, mà bao nhiêu gói đâu không biết nữa. Cái này là 90 gói ấy chị. 90 gói. Đúng rồi, hình như là 90 gói. Và em coi dùm chị coi là cái này thì là cái bào tử nấm súp lơ bên trong này nè là bao nhiêu? Cái này bào tử đúng rồi, 12%. Bào tử nấm súp lơ là 12%. Rồi rồi. Cái hộp màu trắng này thì nó có 30 gói. Và cái bột nấm súp lơ bên trong đó là 4%. Cái hộp mà màu đỏ này á thì nó có 90 gói. Và bào tử nấm súp lơ bên trong là 8%. Và cái hộp màu đen này thì nó sẽ có là 90 gói luôn đúng không? Nhưng mà bào tử nấm súp lơ của nó thì lên tới là 12%. Rồi bây giờ mình ăn nè. Rồi. Mình ăn hoặc uống. Yeah. Mình sẽ tới một cái khâu khác nữa mọi người, đó chính là ăn hoặc uống. Em lấy giùm chị cái dĩa đâu á. Đây. Rồi. Đây. Đây là chuẩn bị sẵn ai chị. Rồi bây giờ là tới lượt em nè. Nãy giờ là chị chia sẻ khá là nhiều về cái thông tin, rồi giờ tới lượt em nè. Đấy. Rồi cái màu trắng thì nó màu trắng luôn. Đây. Cái này nó màu trắng luôn ha. Và bên trong thì chị thấy cái viên của nó cũng sao ta? Nó cũng hơi là cái này là của hộp 50.000 won. 50.000 won. Còn cái này là đây. Cái này là cái màu đỏ đô nè, và cái này là cái màu đen nâu nè. Đen nâu ở đây. Cái này hình như là em biết được là mình có thể nhai và uống được luôn ấy. Mình có thể pha và uống. Nhai, pha hoặc là uống đúng không? Em ăn thử đi, còn chị thì chị sẽ mở ra cho mọi người xem thử là ở bên trong này nè, cái mà người ta nói là bột nấm súp lơ lên men nó như thế nào. Và cái công ty ở đây á, như mọi người quan sát cái dòng sản phẩm này thì tên công ty đâu ta? Tên công ty là chị không có cái Hoàng Kim hả? Không. Hoàng Kim. Em xem lại xem. Rồi em tìm cái tên công ty dùng chị đi, trong thời gian đó thì sẽ mở ra nha. Mọi người biết tại sao không tiếng Hàn Quốc không à? Em kéo cái tên cuối cùng thử dùng chị đi. Cái này, hình như là cái này đúng không ta? Yongsin Bio. Yongsin Bio. Công ty này em nghe nói công ty này hình như là công ty đi đầu Hàn Quốc trong ngành sản phẩm lên men đó chị. Khá là nổi tiếng. Nhưng mà hơi khó đọc. Đúng rồi, chị đang tìm cái tên công ty luôn đây nè. Kyongsin Bio. Đây. Cái tên công ty ở đây nè mọi người, đi đọc ra được cái tiếng Hàn đó rồi. Khó thì phải đổ mồ hôi luôn đó. Là đây nè. Đây, Kyongsin Bio. Bio là cái chữ bio là nó có cái nguồn gốc là sinh học đó mọi người. Kyongsin là tên của họ và kết hợp thêm cái chữ bio trong cái biology á. Đó thì đây ha. Kyongsin Bio. Đó, Kyongsin Bio. Và đây nó có cái chứng nhận nè, là organic luôn nè mọi người. Có chứng nhận của HACCP luôn nè. Rồi nó có thêm những cái chứng nhận liên quan nữa về cái dòng thực phẩm gọi là đảm bảo về sức khỏe nè, và cải thiện về sức khỏe của mình nữa. Rồi em ăn đi. Đây, Ly sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Tò mò chứ ha, nãy giờ nói quá trời với cái chất bên trong nó là sao. Thì đây nha mọi người. Ly thấy nè. Là chắc là Ly làm như vậy quá. Tại vì là đấy. Ôi, đây. Một gói của nó đây. Đấy. Đó, mọi người thấy không? Thì cái bột nấm súp lơ lên men Hàn Quốc này á được xem là tăng cường hệ miễn dịch và ức chế những cái con vi khuẩn dẫn tới những vấn đề về ung thư hay là về gan, là về thận này mọi người nha. Đó, người già mà đang gặp vấn đề mà yếu trong người hoặc là bị vàng da thì mình rất là nên sử dụng cái em này. Đấy. Chỉ có điều ngày hôm nay mọi người thấy có 3 hộp á, thì mình đang phân vân xem là mình lấy cái loại nào, thì tùy cái nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu sức khỏe của mình nè, thứ hai nữa là về cái nhu cầu gọi là về túi tiền của mình đó. Đó, còn bên trong thì chung quy thì nó sẽ có cái hình ảnh như thế này, mọi người vừa mới thấy rồi ha. Cái mùi cái mùi nó không có rõ được cái mùi lắm. Nó không có rõ cái mùi lắm đúng không? Nhưng mà lúc mà em ăn thì em thấy sao? Nó có vị chua chua, đúng chắc là lên men ấy chị. Nó hơi chua một tí. Lúc mà chị mới bỏ vô miệng thì chị chưa thấy gì hết. Chị thấy đúng như kiểu là những cái bột nhỏ xíu à. Chị nghe kiểu mình sẽ cảm thấy cái độ chua của nó. Đúng rồi. Nó có một cái độ chua nhẹ. Và lúc mà chua xong rồi cái mình nuốt xuống thì nó hơi bùi bùi nhở. Nó hơi bùi bùi với mọi người. Đó là mọi người có thể dùng cái gói này để mà mọi người pha nước uống, hoặc là mọi người có thể dùng để mà mình ăn trực tiếp giống như là rượu ly nè ha. Thường thì mình để trong gói là mình ăn luôn chứ không có cần phải đổ ra dĩa đâu. Ly đổ ra dĩa để cho mọi người thấy là cái hình ảnh của nó như thế nào, hay là cái trực quan sinh động nó ra là sao nhá. Hay không? Dễ ăn đúng không? Dễ ăn. Rất là dễ ăn. Không có mùi bánh đấy. Thế nào? Nhưng mà nhai lâu thì nó hơi chua chua một tí.
nó hơi chua chua một chút xíu thôi, đúng là kiểu lên lên men mà lên men thì phải là hơi chua một tí. Được á. Chị thấy cũng dễ ăn. Nhưng mà cái này nó rất là nhiều công dụng. Và ăn thì nó giống như bánh này. Hình như cái này là một ngày mà sẽ sử dụng 3 gói, là sáng, trưa với lại tối. Một ngày 3 gói. Đúng rồi. À giống bữa ăn luôn. Và Ly có nghe nói là cái này người ta còn ăn giống như kiểu là ăn kiêng được luôn á. À cái này hình như là nó sẽ hỗ trợ được nhiều cái công dụng khi mà mình ăn với thực phẩm ăn kiêng. Dễ. Và cái này á mọi người có thể pha với nước để uống rồi nha. Cái này nè em, chị nghĩ là cách của em là nó hơi chua chua một tí thôi. Cái này có thể hơi chua chua hơn nữa, và cái này nó có cái độ chua nhiều hơn. Tại vì mọi người biết không, cái miệng của mình nãy giờ chưa ăn gì á, ăn qua cái này nó chua, cái nó hơi rợn cái miệng của mình một tí. Có nghĩa là bào tử nấm lên men trong cái hộp mà mắc tiền nhất á, nhiều nhất á, thì cái sản phẩm đó mọi người sẽ cảm nhận cái độ hơi chua của nó nhiều nhất. Cái độ hơi chua thôi nha, nhưng mà về góc độ cảm nhận á, thì cảm nhận được nhiều nhất nha, chứ không phải là nó chua lè như chanh thì không có phải. Đó thì tùy thôi. Thành ra là nè, nếu như mà bỏ vào pha thì mọi người có thể là bỏ vào một cái ly nước ha, và mình đổ thẳng vào mình pha với lại nước ấm ấm mọi người nhé. Một cái ly nước như thế này. Cái này em nghĩ là lưu lượng nước bao nhiêu cũng được đúng không ta? Ừ. Này thì tùy mỗi người thôi, tại vì là ví dụ như mình uống nước như thế nào ra sao thì Ly nghĩ là ở đây nè, mọi người có thể là từ từ ha. Và chị xem là nó tan có nhanh trong nước hay không. Ăn sống cũng được, ăn mở ra ăn liền luôn, giống như Diệu Ly với Trịnh Hà cũng được. Còn không thì mọi người bỏ vào trong cái nước ấm ấm và mọi người pha lên như thế này nha. Bột nấm súp lơ lên men Hàn Quốc của công ty nào? Đó, mọi người nhớ không? Gyeongsin Bio. Mà ngày hôm nay đang giới thiệu với thị trường Việt Nam mình là 3 cái hộp luôn. Mọi người thấy không, là người ta sấy rất là khô những cái viên bột nhỏ xíu cho nên là mọi người biết mình phải có cái khoảng thời gian chờ cho nó tan ra, hoặc là mình uống một cách từ từ luôn, thì cái này tùy cái thói quen của từng người, không sao cả, dễ mà. Mà Ly thấy thì... là nếu mà là chị thì chị thích ăn luôn đó em. Đúng rồi, nó nhanh nhanh, với lại là bình thường cái gói như thế này thì nó nhỏ gọn, mình đi làm sáng dậy, sáng sớm đi làm mình có thể mang theo, xong rồi trưa làm mình có thể mang theo, rất là tiện. Chính xác luôn, dễ mang theo. Chị nghĩ là mình pha nước ra thì mình sẽ dễ cảm nhận hơn nữa về cái mùi và cái vị của nó. Em nghĩ là nó sẽ chua. Chua nó ta. Chua, nó không chua lắm em, nó chỉ hơi nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà rất là dễ uống. Mà chị nghĩ là ai mà thích uống đặc thì uống ít nước, còn ai mà thích uống nhiều thì uống nhiều nước. Nhưng mà tùy mọi người thôi. Cái này Ly thấy nó dễ sử dụng lắm, cho nên là tùy mọi người. Mọi người thích uống như thế nào cũng được hết trơn á. Và nếu như mà pha ra nước ha, thì mọi người cần phải có một cái khoảng thời gian nho nhỏ. Tại vì cái này á, là cái bột nấm súp lơ. Bột nấm súp lơ, cái loại nấm tên là súp lơ nha. Bột nấm súp lơ tăng cường khả năng miễn dịch nè, có khả năng ức chế những cái vi khuẩn gây ra vấn đề liên quan tới ung thư đó mọi người, gây ra cái vấn đề là tổn thương trong cái cơ thể của mình. Và cái này á, là ăn sống được luôn nè, mở ra ăn luôn, hoặc là pha với nước là cũng được luôn. Nếu như mà pha với nước thì nhớ là có cần một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để nó tan dần ra ha. Đó, thơm ngon dễ uống, có một cái mùi cái vị nó hơi chua nhẹ vì nó trải qua quá trình lên men. Và em thấy sản phẩm này sao? Em thấy cảm thấy như là sản phẩm như thế này thì tùy vào mức giá mà mình có thể mua tặng cho người thân và gia đình. Và thật sự là những cái sản phẩm này nó còn rất là nhiều cái công dụng, nhưng mà chị em mình vẫn chưa khai thác được hết. Đúng rồi, như là có những cái công dụng, nhiều công dụng. Tại vì cái sản phẩm này mọi người có thể lên tìm hiểu ở bất cứ trang thông tin nào về nấm súp lơ, thì mọi người sẽ thấy nó còn nhiều công dụng về không những là hệ tiêu hóa nè, rồi ức chế các tế bào ung thư đó, rồi còn giảm các nguy cơ về bệnh gút, rồi bệnh táo bón vân vân, rất là nhiều. Nên sản phẩm này nếu như chúng ta tặng người thân và gia đình hay là sử dụng cho chính bản thân của chúng ta thì cũng rất là ok, rất là tốt. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mà cho lựa chọn ba hộp này thì em lựa chọn hộp nào? Em chọn cái này là chứ. Tại vì tổng giá là nó hàng triệu, là nó chị thì chị nghĩ là chị sẽ ráng là chị chọn cái hộp này. Chị ráng thôi nha, chứ cũng không phải là rất là vung tiền ra để mua. Vì cái sản phẩm này nó cao cấp thật sự và nó chất lượng thật sự luôn. Còn nếu như mà ai mà sang á, mình có một cái nhu cầu cấp cao luôn, thì mình hãy lựa chọn cái hộp này nè. Vì cái hộp này á, những cái gói này khi mà uống là Diệu Ly cảm nhận nó một cách dễ dàng nhất luôn. Thì đó, review thì sơ sơ như vậy, từ bên ngoài cho tới bên trong để mọi người có thể cảm nhận qua thôi. Còn mọi người thì mình có thể là theo dõi cái thông tin đặc biệt, đó chính là hãy tìm hiểu xem nấm súp lơ là gì, nấm súp lơ lên men là gì. Và nếu như mọi người biết thêm cái thông tin về tiếng Anh hoặc là về tiếng Hàn thì
mọi người có thể tìm theo cái thông tin của công ty là Gongshin Pio đó, nấm súp lơ ha, nấm súp lơ lên men Hàn Quốc mọi người nhé. Thời gian không có còn nữa, Diệu Ly và Trịnh Hà cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình review này nha.